Bà con nông dân và các bạn thân mến, với lợi thế về nguồn thức ăn cho bò chủ yếu là các phụ phẩm nông nghiệp, các loại thức ăn thô xanh, thức ăn tinh bổ sung chiếm tỷ lệ rất thấp, chi phí chuồng trại và thú y phòng trị bệnh không lớn, sản phẩm tiêu thụ dễ dàng. Chăn nuôi bò đã mang lại hiệu quả kinh tế khá cao, tạo công ăn việc làm và thu nhập đáng kể cho người chăn nuôi. Trong chuyên mục nông nghiệp nông thôn nông dân kỳ này, chúng tôi có phóng sự phản ánh kết quả cải tạo chất lượng đàn bò thịt trên địa bàn tỉnh. Mời bà con nông dân và các bạn quan tâm theo dõi. Từ bao đời nay, mỗi gia đình nông thôn đều cố gắng nuôi 1 đến 2 con bò để vừa phục vụ việc cày kéo đồng ruộng, đồng thời tận dụng nguồn chất thải làm phân bón cho cây trồng. Những năm gần đây, do cơ giới hóa được ứng dụng mạnh mẽ vào sản xuất nông nghiệp nên mục đích chăn nuôi bò đã được chuyển hướng từ khai thác sức kéo sang khai thác thịt thương phẩm. Chăn nuôi bò thịt đang trở thành một nghề trong nhiều nông hộ ở Vĩnh Phúc. Theo kết quả điều tra chăn nuôi của Cục Thống kê Vĩnh Phúc, tính đến thời điểm ngày 1 tháng 4 năm 2015, đàn bò của tỉnh ước đạt 100.325 con, trong đó đàn bò sữa gần 8.000 con, còn lại là bò thịt và bò sinh sản. Số hộ nuôi bò trên địa bàn toàn tỉnh khoảng 45.000 hộ, chăn nuôi bò thịt được xác định là một trong những chương trình phát triển nông nghiệp trọng điểm đem lại hiệu quả kinh tế cao và nguồn thu đáng kể cho người dân. Thành quả quan trọng trong việc phát triển chăn nuôi bò thịt ở Vĩnh Phúc phải kể đến công tác cải tạo đàn bò địa phương thông qua việc lai tạo với các giống bò ngoại như bò Xin, bò Zebu và gần đây là các giống bò, bò Batman, Limousine. Trước đây, người dân chủ yếu nuôi bò vàng, thường gọi là bò cóc, với tầm vóc nhỏ, sức tăng trưởng chậm, sản lượng thịt thấp. Nhưng qua hơn 10 năm thực hiện chương trình cải tạo đàn bò, Vĩnh Phúc đã đưa tỷ lệ bò lai lên khoảng trên 82%. Các huyện có đàn bò lai chiếm tỷ lệ đàn bò lai cao nhất là huyện Vĩnh Tường gần 95%, Yên Lạc trên 80%, Bình Xuyên trên 70%. Để có được những kết quả trên, ngoài sự cố gắng của bà con nông dân, những năm qua tỉnh đã có những chính sách đầu tư kỹ thuật khuyến khích phát triển. Hàng năm tổ chức tốt công tác bình tuyển bò cái lai 3 trên 4 báo ngoại trên địa bàn tỉnh. Ở các vùng đã có đàn bò cái lai 1 trên 2, 2 trên 3 máu bò Xin thực hiện phôi giống thụ tinh nhân tạo bằng tinh bò đực chuyên thịt Limousine, Red Angus, Rockmaster, từng bước hoàn thiện hệ thống thụ tinh nhân tạo cho bò trên phạm vi toàn tỉnh. Để tiếp tục nâng cao cái chất lượng đàn bò trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là nâng cao cái chất lượng, cái tỷ lệ đàn bò lai trên địa bàn tỉnh, thì Trung tâm Giống vật nuôi tỉnh Vĩnh Phúc được Ủy ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ triển khai dự án đầu tư hỗ trợ phát triển thụ tinh nhân tạo đàn bò thịt, bò sữa chất lượng cao. Thì trong quá trình triển khai, trung tâm sẽ triển khai nhập và cấp phát hỗ trợ toàn bộ vật tư thiết bị thụ tinh nhân tạo với quy mô là hơn 50.000 liều tinh, gồm các cái giống bò Brahman đỏ, Brahman trắng và Rockmaster. Thì đến nay thì trung tâm đã triển khai cấp phát và triển khai tổ chức phối giống cho hơn 40.000 con bò cái nền Lai Zebu trên địa bàn tỉnh và đã bình tuyển và bấm số tai cho 10.000 con bò cái nền Lai Zebu. Và trong quá trình triển khai dự án đã góp phần không nhỏ nâng cao cái tỷ lệ đàn bò lai trên địa bàn tỉnh. Yếu tố thuận lợi để phát triển chăn nuôi bò thịt ở Vĩnh Phúc đó là có nhiều bãi chăn thả. Đối với các xã vùng bãi ven sông, bà con tận dụng các triền đê để chăn thả bò. Đối với vùng trung du miền núi thì lùa lên đồi. Trên địa bàn tỉnh cũng có nhiều chân đất vàm cao hoặc vùng đất bãi ven sông rất thuận lợi cho việc trồng cỏ nuôi bò. Ngoài ra, người dân còn tận dụng nguồn thức ăn từ phế phụ phẩm trong trồng trọt rất dồi dào để giải quyết nhu cầu thức ăn thô xanh cho bò. Thời gian lao động nhàn rỗi trong nông nghiệp còn nhiều, thị trường tiêu thụ sản phẩm từ chăn nuôi bò thịt, bò sinh sản rộng và đa dạng. Đã có nhiều hộ mạnh dạn đầu tư nuôi hàng chục con bò thịt, bò sinh sản, góp phần giải quyết công ăn việc làm và đem lại mức thu nhập khá cao. Gia đình anh Khổng Văn Cạn, thôn Dùng, xã Cao Phong là một trong số các hộ gia đình đã thành công với mô hình nuôi bò thịt và bò sinh sản. Sinh ra trong một gia đình thuần nông xuất phát từ hai bàn tay trắng, anh cũng đã từng bươn trải nhiều nghề nhưng kinh tế gia đình vẫn chưa khấm khá. Năm 2010, từ cặp bò sinh sản hiện có, anh Cạn và vợ đã quyết định mua một con bò đực Lai Xin về làm giống với giá 40 triệu đồng. Sau đó anh chị nhân thêm giống bò sinh sản. Hiện tại đàn bò của anh có 7 con bò sinh sản. Anh cũng vừa mới cho xuất bán 4 con bò con với giá 20 triệu đồng một con. Hiện tại trong số đàn bò của gia đình có 5 con bò cái đang chuẩn bị sinh sản.
Anh nói cứ mỗi năm bò cái sinh sản một lứa, ngoài những con được chọn lựa kỹ càng để lại làm giống, số còn lại anh nuôi khoảng một năm thì cho xuất bán bò thịt. Tùy vào bò to hay nhỏ mà bán với giá thành khác nhau, nhưng trung bình cũng đạt khoảng 20 đến 25 triệu đồng một con. Thức ăn cho đàn bò anh dùng cỏ và rơm rạ của gia đình tích trữ được. Ngoài ra mỗi ngày cho bò ăn thêm một bữa cám ngô nấu để bổ sung thức ăn tinh. Anh cho biết kỹ thuật chăm sóc bò cũng rất đơn giản, không tốn nhiều công lao động. Ngoài kinh nghiệm nuôi bò đã có thì anh cũng chú trọng đến việc tiêm phòng dịch cho đàn bò, đặc biệt là vào khoảng thời gian ra mùa chuyển sang mùa đông. Đây là khoảng thời gian bò dễ bị nhiễm bệnh. Anh nói nghề nuôi bò cũng như nhiều nghề khác cũng có nhiều rủi ro, nhất là khi đàn bò bị dịch bệnh, chăm sóc cũng rất vất vả. Nhưng khi đã tâm huyết, chịu khó thì sẽ khắc phục được những khó khăn và đem lại những thành quả đáng kể. Nhà em là B đang nuôi là 7 bò nái ạ. Bây giờ là bán 1 năm là bán được hơn 80 triệu thêm bò con. Nếu nuôi bò nái này là nhàn hơn nuôi lợn. Nuôi lợn vất hơn. Vâng, bò này thì nuôi là cứ nó đi là dễ hơn, còn lợn chăm vất. Để giúp người dân tiếp cận với các tiến bộ kỹ thuật trong quá trình chăn nuôi bò thịt, bò sinh sản, năm 2014, Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư Vĩnh Phúc đã triển khai dự án xây dựng mô hình cải tạo chất lượng đàn bò địa phương bằng kỹ thuật thụ tinh nhân tạo và vỗ béo bò trong đồng hộ, nhằm chuyển từ chăn nuôi bò quảng canh, tận dụng phân tán sang chăn nuôi thâm canh, tăng năng suất, chất lượng theo hướng hàng hóa, tạo hàng hóa. Đến thăm gia đình ông Nguyễn Văn Lương, thôn Giang, xã Cao Phong, là một hộ dân tham gia dự án, được tận mắt nhìn đàn bò đang trong giai đoạn vỗ béo, chuẩn bị xuất bán. Chúng tôi rất tin tưởng vào hiệu quả của mô hình. Dãy chuồng được thiết kế xây dựng đơn giản nhưng khá sạch sẽ, thoáng mát và có bể biogas để xử lý chất thải. Trước đây mỗi năm ông chỉ nuôi từ 2 đến 4 con, thức ăn chính để ông nuôi bò chủ yếu là cỏ, rơm. Nhận thấy việc nuôi vỗ béo bò dễ làm và đem về hiệu quả kinh tế cao cho gia đình. Sau khi tìm hiểu thêm về kỹ thuật nuôi bò vỗ béo, ông đã đầu tư xây chuồng trại, đầu tư con giống với quy mô thường xuyên 10 đến 15 con bò được giống đai. Chia sẻ về kinh nghiệm chăn nuôi vỗ béo bò của mình, ông Lương cho biết, ông thường tìm chọn mua bò đực khoảng 2 tuổi, có bộ khung to, xương nhỏ, da mỏng, có tỷ lệ lai xin hoặc lai Batman cao. Sau khi mua về phải tiến hành tẩy giun, sán, ve, cho bò ngay rồi mới đưa vào nuôi vỗ béo. Ngoài việc chọn bò giống thì khâu quan trọng là cho bò ăn, nên cho bò ăn thêm cám công nghiệp, thức ăn ủ chua, ủ xanh để đảm bảo dinh dưỡng, giúp bò mướt, đẹp, trọng lượng cao, sẽ dễ bán cho khách hàng. Mỗi con bò chỉ nuôi vỗ từ 2 đến 3 tháng là xuất chuồng, trừ các chi phí lãi 1 đến 1 triệu rưỡi một con một tháng. Cá biệt có những con lãi 3 đến 4 triệu một tháng. Thế trong quá trình nuôi thì thực tế nó cũng có nhiều những cái khó khăn, cũng có những cái thuận lợi. Thế khó khăn thì thực tế là đi mua con giống về thì có khi là nó về nó còn gầy. Thế xong thì mình phải thuốc thang rồi thì tẩy rửa rồi thì chăm sóc nó thì xong nó mới vượt lên được. Nói chung là chăn nuôi này thì mới đến thì bao giờ nó cũng gặp nhiều khó khăn. Thế trong quá trình mình chăn nuôi vừa học hỏi rồi thì vừa thì đúc rút ra nhiều kinh nghiệm. Thì từ cái chỗ khó khăn nó sẽ trở thành coi như thế là mình phát triển dần. Thì nói chung là cái quá trình chăn nuôi thì đúc rút lại là nó vẫn là thuận lợi hơn con lợn. Chăn nuôi nó rủi ro nó đến ít hơn. Qua tìm hiểu được biết, ở xã Cao Phong còn có hàng chục hộ nuôi bò sinh sản, bò vỗ béo, với quy mô 15 đến 20 con một lứa. Cao Phong cũng là xã có số hộ nuôi bò cao nhất trong huyện Sông Lô, với khoảng 400 hộ nuôi bò. Đây cũng là một nghề được Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã xác định là một ngành sản xuất quan trọng của địa phương, góp phần tạo công ăn việc làm và thu nhập cao cho người nông dân. Tuy nhiên, chăn nuôi bò đòi hỏi phải có nguồn vốn lớn, có sự đầu tư về tiến bộ kỹ thuật thì hiệu quả kinh tế mới cao. Vì vậy, địa phương vẫn rất cần có sự quan tâm đầu tư hỗ trợ của cấp trên. Trong sự phát triển kinh tế của là xã hội của địa phương, thì trong đó là việc chăn nuôi đóng một vai trò rất quan trọng. Trên địa bàn xã Cao Phong thì riêng chăn nuôi bò hướng thịt có khoảng gần 400 hộ là nuôi bò là vỗ béo. Trong đó là đàn bò từ là 15 con đến 20 con, có khoảng là 25 hộ. Thì về định hướng của Ủy ban Nhân dân xã thì là đề nghị là các cấp trên hỗ trợ kinh phí cho phát triển về chăn nuôi sản xuất và tạo điều kiện về vốn để cho ủy ban xã là có thể là mở rộng khu trang trại tập trung. Chương trình cải tạo đàn bò của Vĩnh Phúc theo hướng chuyên thịt vẫn đang tiếp tục được đẩy mạnh. Bên cạnh những giống bò lai nêu trên, từ năm 2014, Vĩnh Phúc tiếp tục thực hiện thí điểm chương trình ứng dụng thụ tinh nhân tạo giống bò 3B với đàn bò cái nền lai Zebu nhằm nâng cao chất lượng đàn bò thịt trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
Chương trình được thực hiện từ năm 2014 đến năm 2016. Theo đó, những hộ chăn nuôi bò trên địa bàn toàn tỉnh có bò cái nền lai dê bu trong độ tuổi sinh sản, nếu có nhu cầu sẽ được hỗ trợ tinh bò 3B để phối giống. Tổng số liều tinh dự kiến hỗ trợ trong 3 năm là 1.800 liều, riêng năm 2014 là 450 liều. Bò 3B là giống bò siêu thịt có nguồn gốc từ Bỉ. Giống bò này có thân hình đẹp, đồ sộ, khối lượng trưởng thành 1.100 đến 1.250 kg. Mức tăng trọng bình quân đạt 1.300 g một ngày. Tỷ lệ xẻ thịt đạt 66%, chất lượng thịt thơm ngon. Theo giới thiệu của Trung tâm Giống vật nuôi, chúng tôi tới xã Bình Dương, huyện Vĩnh Tường để tìm hiểu về công tác phát triển bò lai 3B tại địa phương. Ở Bình Dương, cùng với nghề chăn nuôi bò sữa thì chăn nuôi bò cái sinh sản cũng rất phát triển. Ngay khi có chương trình hỗ trợ tinh bò 3B, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã xác định đây là cách làm mới tạo sự đột phá trong chăn nuôi bò thịt nên đã tích cực triển khai tới nhân dân. Đến nay trên địa bàn xã đã có gần 100 con bò mẹ được thụ tinh giống bò 3B và đã có vài chục con bê lai được sinh ra. Ông Phan Văn Phúc, thôn Hà Trì, xã Bình Dương phấn khởi chia sẻ, vừa qua được sự tư vấn và hướng dẫn tận tình của cán bộ Trung tâm Giống vật nuôi tỉnh về giống bò thịt 3B, gia đình ông là một trong những hộ đi đầu trong xã về thực hiện thụ tinh giống bò này. Đến nay, bê con nhà ông đã được 2 tháng tuổi. Khi sinh ra, bê đạt trọng lượng 37 kg, sức khỏe tốt, phàm ăn, nguồn thức ăn cho chúng đơn giản giống như thức ăn cho bò bản địa, nhưng sức tăng trưởng nhanh, bò có cơ bắp. Sau 2 tháng nuôi đến nay, bò đã đạt trọng lượng 104 kg. Dự kiến khi bò được 5 đến 6 tháng tuổi sẽ xuất bán. Nghe tin có giống bò 3B, giống bò mới thì tôi đấy. Bây giờ thì tôi cũng chỉ thích lúc nào cũng cải tiến kỹ thuật. Mà cái khoa học này hàng đầu, bây giờ nó theo thời buổi tiến lên. Giống bò này tôi thấy nó sinh ra là nó ăn sớm hơn bò kia. Nó sẽ ăn sớm hơn. Thế và nó có vẻ là nó khỏe khoắn hơn bò cũ. Đấy là cái ưu điểm người ta là nhìn thấy con bò nó có mông cái thịt. Đấy, có thể nó pha đi cái bò của giống bò dốc man thì chỉ nhìn được bề ngang, bề dọc thì nhìn nó lép hết. Thế nhưng đưa cái giống bò 3B này vào thì nhìn bề dọc nó có cái mông. Mặc dù nghề nuôi bò sinh sản, bò thịt trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đang phát triển tốt, nhưng trước yêu cầu ngày càng cao của thị trường về chất lượng bò thịt, bên cạnh đó, thịt bò nội đang chịu sức cạnh tranh rất mạnh của thịt bò nhập khẩu từ Australia. Đòi hỏi các cấp chính quyền và người nuôi bò cần có những giải pháp đồng bộ để nghề nuôi bò thịt của Vĩnh Phúc tiếp tục phát triển ổn định, đủ sức cạnh tranh với bò nhập khẩu. Theo đề án tái cơ cấu nông nghiệp Vĩnh Phúc, định hướng phát triển chăn nuôi bò thịt là không chủ trương nhân rộng số lượng tổng đàn mà sẽ tập trung vào cải tạo chất lượng giống bằng tinh bò thịt cao sản 3B, Limousine, Rockmaster cho toàn đàn bò của tỉnh nhằm tăng khối lượng bò thịt lúc giết mổ. Từ đó tăng sản lượng thịt bò thu hoạch đảm bảo trên 50%. Giai đoạn 2006-2012, tỉnh đã từng thực hiện cải tạo đàn bò địa phương trở thành đàn bò lai xin với tỷ lệ 82%. Sau 6 năm cải tạo đàn bò, thành tích mà Vĩnh Phúc đạt được là tổng đàn giảm gần một nửa mà sản lượng thịt thu được lại tăng gấp đôi. Tái cơ cấu nông nghiệp, Vĩnh Phúc sẽ tiếp tục cải tạo đàn bò một lần nữa trong 5 năm tới, dự kiến mỗi năm bình tuyển ra 10.000 con bò cái sinh sản hạt nhân trong đàn cái nền của tỉnh và phối tinh nhập ngoại, 80% tinh bò Batman, 20% tinh bò thịt cao sản, 3B, Limousine, Rockmaster cho đàn bò trên. Ngoài ra, để đảm bảo đàn bò không bị lai tạp, tỉnh cũng đồng thời áp dụng chính sách thiến 10.000 con bò đực hay bò cóc trên một năm, không đủ tiêu chuẩn làm giống. Toàn bộ chi phí tinh nhập ngoại, chi phí bình tuyển bò giống, thiến bò đều được ngân sách tỉnh tài trợ. Với sự quan tâm đầu tư đúng hướng của nhà nước, sự vào cuộc tích cực của người chăn nuôi, hy vọng sản phẩm thịt bò của Vĩnh Phúc sẽ giành được vị trí vững chắc trên thị trường. Chuyên mục nông nghiệp nông thôn nông dân của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc kỳ này đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn bà con nông dân và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.